Câu chuyện về các trường hợp ngộ độc botulinum do ăn giò lụa từ người bán dạo xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị trong chương trình trước vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi hiện nay không còn bệnh viện nào tại nước ta có thuốc giải độc tố botulinum. Theo lãnh đạo Phòng Y tế thành phố Thủ Đức cho biết, người bán dạo đã lấy giò lụa từ một cơ sở sản xuất giò lụa hoạt động chui ở phường Trường Thọ, thưa quý vị. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu giò lụa tại cơ sở này để mang đi xét nghiệm và đang chờ kết quả, đồng thời yêu cầu cơ sở này đóng cửa và ngừng hoạt động ngay. Đơn vị này cũng chỉ đạo tất cả các phường trên địa bàn tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt những cơ sở sản xuất giò lụa, bún, phở. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có 5 trường hợp nhập viện do ngộ độc botulinum từ món giò lụa kẹp bánh mì được mua từ người bán dạo.